Quý anh chị tin được không? Chỉ cần hơn 1 tỷ đồng, quý anh chị có thể sở hữu được một căn nhà phố hơn 3 tỷ tại dự án Phước Điền Midtown, nằm trên mặt tiền đường Bình Chuẩn 34, thành phố Thuận An. Nhà xây dựng 3 tầng theo phong cách tân cổ điển, vừa sang trọng hiện đại, tạo cảm giác thông thoáng, rộng rãi. Mặt tiền đường nhựa 13m, thông thoáng hai hướng, tiện ích nội khu đẳng cấp, bảo vệ 24/24, công viên nội khu, điện nước ong, nước máy, vỉa hè rộng rãi, thuận tiện kinh doanh. Đặc biệt đối diện chợ Bình Phước đang hoạt động sầm uất và có thể kinh doanh ngay được luôn nha quý anh chị, hoặc có thể cho thuê với giá cao, có thu nhập hàng tháng. Ưu điểm vượt trội của dự án: nhà ngang 6m, tiền kinh doanh hỗ trợ thanh toán 12 tháng, lãi suất 0%, chiết khấu lên đến 5%, cùng với nhiều giá trị sổ hồng hoàn công từng căn. Đặc biệt trả trước 1,7 tỷ 30% nhận nhà ở ngay. Rất là nhiều thông tin về dự án Phước Điền Midtown. Nói đến Phước Điền Midtown, một shop house sầm uất tại Bình Chuẩn, cửa hàng sẽ là một siêu phẩm của dự án, vị trí đắc địa khi tọa lạc gần các khu dân cư đông đúc và cơ sở hạ tầng đã đầy đủ hoàn thiện 100%, góp phần tạo nên một giá trị cao trong tương lai. Mọi người cùng với bác sĩ quay lấy cam và phân tích những cái vị trí tiện ích và những cái mẫu nhà tân cổ điển khá đẹp bắt mắt tại dự án Phước Điền này nhé. Ngày hôm nay thì như mọi người nhìn thấy, dự án đã gần như hoàn thiện 99%, với quy mô của dự án lên đến 8.000 m2, cho ra 60 căn nhà ở liền kề, diện tích đất từ 60-75 m2 và có những căn góc tích có thể lớn hơn. Với cái mẫu thiết kế tân cổ điển này thì tổng diện tích sàn là 160 m2 đến 230 m2, xây dựng gồm 1 trệt 2 lầu và một lối thiết kế rất là tinh tế và quý vị. Cùng với bước chủ, bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng xem là những tiện ích đã hình thành như thế nào rồi nhé. Rất là nhiều tiện ích bên trong của khu dân cư và bên ngoài đáp ứng nhu cầu và là ở ngay và có thể kinh doanh cho thuê ngay tức khắc được, và quý anh chị có thể tạo ra một dòng tiền. Một cái vị trí khá đẹp của Phước Điền Midtown và lạc tại Tân Phước Khánh, xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương, là một cái vị trí đắc địa, là một sản phẩm độc bản. Quý anh chị cần thêm thông tin về dự án hãy inbox ngay cho Phước Sửu để sở hữu ngay sản phẩm Phước Điền Midtown này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.